Chào mừng các bạn đã đến với chương trình First Lady Season 2. First Lady là nơi mà Vietcetera mời tới các nữ doanh nhân, những người phụ nữ truyền cảm hứng, và mình cũng sẽ chia sẻ về những lần đầu tiên, những first time của những người khách mời được mời tới. Bởi vì Vietcetera và Linh thì cũng sẽ tin rằng ở mỗi lần đầu tiên thì mọi người sẽ đều có những gì đó đáng nhớ, đáng để chia sẻ. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Thùy Tiên. Cảm ơn Vietcetera đã mời Tiên cho một chương trình vô cùng đặc biệt như thế này. Bản thân Tiên cũng cảm thấy là khá là gọi là vinh hạnh khi mà mình được mời tới ở First Lady, tại vì mình cũng không phải là một doanh nhân nào đó quá nổi trội với những thành tích nổi trội trên thương trường, nhưng mà khi mà tới đây với First Lady thì Tiên cũng mong muốn là những cái lần đầu tiên của Tiên được chia sẻ để có thể mang lại những cái năng lượng tích cực đến cho mọi người. Cảm ơn nhãn hàng dầu Olive, Olive Vola đã đồng hành cùng First Lady. Là thương hiệu dầu Olive cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha, Olive Vola luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình sống khỏe, vẽ đường cong. Hãy duy trì thói quen sử dụng dầu Olive, Olive Vola mỗi ngày để vẽ nên đường cong tự tin cho chính mình, bạn nhé. Mình cũng đã biết tới Tiên với vai trò là hoa hậu rồi. Vâng. Nhưng mà ở Vietcetera, cái cách mà Vietcetera khi làm chương trình sẽ khác đi một chút. Và với First Lady chẳng hạn thì Linh cũng rất là tò mò, không biết là với cái vai trò là về sự nghiệp, làm kinh doanh, thì Tiên cũng đã có những cái trải nghiệm lần đầu tiên là như thế nào? Và câu hỏi đầu tiên nha, đấy là không biết lần đầu tiên Tiên kiếm tiền là như thế nào nhỉ? Thôi, nhiều nha. Để gọi là lần đầu tiên Tiên kiếm tiền hả? Tiên nghĩ rằng là lúc đó mình dạy kèm cho bé hàng xóm, lúc là nhà Tiên có một cái nhà kế bên thì cũng là có những em nhỏ tuổi hơn Tiên, thì mình dạy kèm cho em đó hình như được 10.000, 20.000 gì đấy. Đó, để Tiên nhớ là cái đó là cái lần đầu Tiên, rất là đầu tiên của mình luôn. Wow, 10.000, 20.000 ngày xưa đúng không? Chắc cũng đủ để ăn kem này hoặc là... Cũng nhiều mà. Ôi, 10.000, 20.000 hồi xưa là nhiều đấy. Xong mình cũng ngồi mình cảm thấy là trời, quá lớn. Rất là thích luôn. Tiên thấy là cái việc mà mình kiếm tiền ấy, lần đầu tiên nó có từ rất là nhỏ đối với Tiên. Vậy thì còn bây giờ thì sao nhỉ? Bây giờ Tiên mình có đang kinh doanh hay có một cái business gì đó không nhỉ? Tiên có đang kinh doanh và Tiên là co-founder của Faco, một công ty chuyên về phân phối các nhãn từ nước ngoài về. Đấy. Hiện tại thì Tiên đang phân phối Adobe, một thương hiệu nước hoa tại Pháp. Trong vai trò là một hoa hậu ấy, thì Linh nghĩ là mọi người cũng đã quen với cái hình ảnh của Tiên rồi. Nhưng trong vai trò là một người co-founder của một business về kinh doanh, thì có khi nào mà Tiên cũng đã phải đối mặt với những quyết định khi mà mình lần đầu tiên này mình có cái cảm giác là được trả lương cho nhân viên? Quá tuyệt vời. Đó là đầu tiên thì Tiên cảm thấy là đó là một cái cảm giác gọi là mình cảm thấy là mình rất là vĩ đại đấy. Một cảm giác là mình cảm thấy là mình có ích với rất là nhiều người. Và nói sao ta? Rất là sung sướng đấy, ngang ngửa với cảm giác khi là mình đậu hoa hậu đó. Đó là cái cảm giác lần đầu tiên khi mình được trả lương cho nhân viên nhé. Tại vì đối với Tiên thì từ trước đây Tiên là một cô gái, mình không có nghĩ quá nhiều là sau này mình sẽ trở thành một người phụ nữ thật là quyền quý, thật là quyền lực. Trước đó Tiên nghĩ là sau này mình chỉ mong muốn là mình kiếm đủ tiền để mình sống thôi, làm nhân viên cũng được. Đấy, chỉ cần kiếm đủ tiền mỗi tháng là 10-15 triệu để sống qua ngày, đối với là mình rất là vui, mình không cần phải nhờ vả ai, mình chỉ cần như thế thôi. Nhưng xong rồi tiến tới một ngày cái dòng đời đưa đẩy, mình có nhiều cơ hội hơn, mình nắm bắt những cơ hội đó và nó biến mình trở thành một người mình chưa bao giờ nghĩ là mình có thể đạt được, thì cái cảm xúc lúc đó nó rất là wow đó. Vâng, vĩ đại. Vĩ đại. Nhưng mà Linh thấy ấy, khi mà mình làm kinh doanh chẳng hạn, khi mình trả lương cho nhân viên, đến như kiểu công ty Vietcetera hiện tại thôi, tới cái thời điểm mà cuối tháng chẳng hạn, nó cũng có một cái phần gì đó sự vĩ đại đi kèm với trách nhiệm. Đúng rồi. Tiên thấy thế nào nhỉ? Tiên nghĩ đó là cũng nó đúng đấy. Vì đôi khi là mình cái lần đầu tiên mà Tiên kinh doanh á, xong rồi Tiên còn nghĩ là ui sao doanh thu nó cũng ok nha. Nhiều khi tới lúc mà mình nhận được cổ tức tiền của mình chắc cũng thấy cũng ok nha. Nhưng mà xong rồi khi mà trừ được tất cả các chi phí nó cũng không còn lại nhiều nữa, xong mình còn nghĩ là ui. Mình thấy là khi cái đó là mình trên một cái business khá là nhỏ thôi, nhưng mà cũng đã nhận thấy là mọi người cũng đã phải làm về một cái công ty thì đã phải có rất là nhiều trách nhiệm trong việc chi trả khá là nhiều thứ. Và đó là lần đầu tiên Tiên nhận ra được rằng là doanh thu có thể là nhiều nhưng mà đôi khi là nhận lại về phần mình nó không có bao nhiêu, và đó là một cái chuyện rất là bình thường. Khi mà lần đầu tiên Tiên kinh doanh là Tiên đã nhận thấy được cái điều đó, trong khi trước đó thì mình nghĩ là rồi làm kinh doanh là sẽ rất là nhiều tiền. Đấy, doanh thu mà như thế này là ôi cuối tháng nhận được nhiều lắm tay. Đấy đấy đấy. Khi mà lần đầu tiên Tiên kinh doanh thì Tiên cũng đã nhận thấy cho mình rất là nhiều những cái hay ho và những cái điều mới lạ, mình hiểu hơn được rất là nhiều về kinh doanh. Vậy thì trong cái lần đầu tiên mà mình kinh doanh này,
có cái khoảnh khắc nào mà Tiên cảm thấy là mình cần phải phát huy, cần phải improve, phát triển hơn? Có những cái khoảnh khắc mà mình nghĩ là nếu như mà mình có thể làm tốt hơn ấy, thì mình sẽ làm không làm như thế? Tiên nghĩ là cũng sẽ có, đặc biệt là những cái lúc mà nhân viên xin nghỉ chẳng hạn. Đấy. Là những cái lúc đó mình là những cái lúc mình sẽ tự vấn bản thân mình nhiều nhất là tại sao lại xin nghỉ? Cái vấn đề xin nghỉ đó tới từ việc là bạn đấy không thích môi trường công ty, tới từ bạn đấy hay là tới từ công ty? Một cá nhân thôi, nhưng mà cái ý kiến của một cá nhân tôi nghĩ nó cũng rất là quan trọng. Tại vì có thể là một cá nhân đang nghĩ như vậy cũng có nghĩa là một vài người trong công ty cũng có thể có một cái suy nghĩ xem như thế. Đó là cái lúc mà tôi nghĩ là mình phải tự vấn rất là nhiều về rất là nhiều thứ. Đặt Tiên nhá, trong vai trò hoa hậu, đặt Tiên trong vai trò là một người co-founder của một doanh nghiệp thì có cái sự khác nhau như thế nào nhỉ? Tính cách của Tiên thì đa phần là Tiên nghĩ nó không đổi. Và thật sự là Tiên nhận thấy là có một cái sự giống nhau giữa việc trở thành hoa hậu và việc là co-founder của công ty. Ý là một cái sự giống nhau giữa việc tham gia showbiz và việc làm business. Cái giống nhau đây là gì? Giống như kiểu khi mình làm business, có nghĩa là mình đang branding cho thương hiệu của mình, branding cho cái sản phẩm của mình, thì làm hoa hậu thì cũng kiểu mình cũng đang xây dựng tên tuổi của mình. Thì tên tuổi của mình nó là chính là sản phẩm ở đây. Và Tiên thấy là có rất là nhiều cách marketing nó cũng na ná như vậy. Ý là khi mà mình đọc câu từ thì có thể là đang tập trung vào sản phẩm, nhưng áp dụng cái cách marketing từ business nó qua bên hoa hậu, mình cũng có thể áp dụng được. Có rất là nhiều thứ mà khi mà Tiên học thì Tiên cảm thấy là wow, thật sự là nó xem thôi, nó giống nhau thôi. Đó. Nên là Tiên thấy nó rất là hay. Vậy thì cái sự hay ho này, cái điều thích thú này, có phải là cái điều mà khiến Tiên kiên định với cái mục tiêu của mình không? Có rất là nhiều điều khiến Tiên kiên định với những cái mục tiêu của mình. Thứ nhất là mình nhận được rất là nhiều những tình yêu thương. Và đối với Tiên thì Tiên nghĩ là mình phải làm thật là nhiều thứ để xứng đáng với những tình yêu thương đấy. Và khi mà Tiên nói thật thì khi Tiên cảm thấy là cái thời gian mà mình trở thành hoa hậu trong suốt khoảng thời gian qua cho tới bây giờ là cảm thấy là cái cảm giác mà Tiên thấy mình khỏe khoắn nhất. Khỏe khoắn ở đây nó không phải là ở chỉ về việc cơ thể không nha, mà khỏe khoắn ở trong cả tâm trí nữa. Nên là mình làm gì mình cũng cảm thấy là mọi thứ với mình nó nhẹ nhàng hơn, mình thích thú hơn với mọi điều xung quanh hơn. Đó, mình cảm thấy enjoy, mình cảm thấy rất là hưởng thụ cuộc sống này. Một cái khái niệm mà Tiên vừa nhắc Tiên thấy rất là hay nha. Khỏe khoắn nhá, không phải chỉ về mỗi thể chất mà đúng còn rồi. Khỏe khoắn trong cả tâm trí nữa. Đúng rồi. Wow. Và Tiên nghĩ cái đó là cái điều rất là quan trọng, tại vì bản thân mình phải thật sự khỏe khoắn thì mới có thể mang lại cái năng lượng tích cực đến với cái môi trường mình làm việc. Có những người thì nếu mà kiểu như là chỉ là khỏe khoắn và kiểu về thể chất, nhưng mà ở trong bản thân của mình lại có quá nhiều điều phải suy nghĩ hay có những cái điều tiêu cực, thì khi mà mình làm việc với người khác sẽ nhận ra ngay. Thì Tiên cũng như thế, khi mà Tiên làm việc hay là nói chuyện với những người mà họ mang những cái năng lượng tiêu cực, mặc dù ở nhìn bên ngoài họ rất là rạng rỡ đấy, nhưng mình vẫn sẽ có thể cảm thấy được những cái điều này. Mình đã vừa thấy Thùy Tiên trong hình ảnh có business riêng. Bây giờ ấy, quay lại về cái câu chuyện cuộc sống cá nhân của Thùy Tiên chẳng hạn. Thì Tiên, lần đầu tiên mà Tiên nhận thức được là mình đẹp là khi nào nhỉ? Tiên nghĩ là lúc mà Tiên thi được top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Thì khi đó mình bắt đầu mình gọi là bước chân dần vô showbiz, là mình làm việc nhiều, được mặc đồ đẹp hơn mình của thường ngày, xong được make up nhiều hơn, xong rồi được chụp hình với các photo chuyên nghiệp, xong mình cũng cảm thấy khi mình xem những cái tấm hình mình cũng cảm thấy là mình đẹp hơn mình nghĩ. Thì cái khoảng thời gian đó tôi nghĩ là cái lúc mình nhận ra được là ngoại hình có thể mang lại cho mình nhiều lợi thế. Cái lúc đấy ấy thì Tiên có nghĩ đến việc là mình sẽ tiếp tục dùng cái lợi thế này của mình trong công việc của mình không? Chắc chắn rồi. Thứ nhất là Tiên gọi là tham gia vào showbiz nhờ vào cuộc thi hoa hậu. Nên chắc chắn đó là sẽ là một trong những cái lợi thế của mình. Tiên nghĩ rằng cái việc nó không phải là một cái gì đó đáng xấu hổ cả. Có rất là nhiều người họ hay so sánh giữa việc là cô này chỉ có đẹp thôi, cô này chỉ có cái lợi thế là đẹp thôi. Nhưng mà cái đó là cái lợi thế của người ta, không lẽ lại bắt người ta là không được dùng cái lợi thế đấy. Trong khi đó là những cái lợi thế, những cái điểm mạnh của người khác, thì người khác có quyền sử dụng những cái lợi thế của mình. Nên là đối với Tiên thấy nó bình thường. Cái nào mình may mắn mình có được thì mình cứ tận dụng nó thôi. Đấy là bình thường. Nếu như mà mọi người nói tới vẻ đẹp chẳng hạn thì mọi người sẽ có thể nghĩ ngay tới đấy là những cái vẻ đẹp ở ngoại hình, ở bề ngoài, là đôi mắt, là chiếc mũi chẳng hạn như Tiên vừa mới tả. Nhưng mà có lẽ cái này là cái giả thuyết của Linh nha. Tiên đang nhìn thấy được mọi người, cái vẻ đẹp của mọi người không phải là chỉ từ ngoại hình,
Đúng rồi. Bởi thế nên là mình nhìn thấy ai chắc là mình cũng sẽ thấy họ cũng có những cái điều dễ thương này, có những cái vẻ đẹp riêng của họ. Thế thì nếu mà như vậy, quan điểm về vẻ đẹp của Tiên ấy, nó có gì thay đổi không? Sau khi mà Tiên trở thành hoa hậu thì nó có thay đổi nhiều hơn một chút xíu. Tại vì không phải là từ việc Tiên trở thành hoa hậu mà Tiên thay đổi, mà tại vì Tiên tiếp xúc với nhiều người hơn, cũng như là mình thời điểm Tiên sau khi trở thành hoa hậu Tiên đọc sách nhiều hơn, xong mình cũng thay đổi nhiều hơn. Và có một lần Tiên làm việc với một brand dầu olive là, thì cái câu tag là xuyên suốt cái MV đó nó cũng khá là thú vị, đó là cái câu sống khỏe vẻ đường cong, tiếng Anh là healthy is the new sexy. Tiên cảm thấy nó rất là hay. Cái quan điểm của Tiên nó cũng phù hợp với câu nói đó, đó là cái quan trọng nhất là ở bên trong của bạn phải cảm thấy là khỏe khoắn, thì từ cái khỏe khoắn đó bạn mới có thể thể hiện những cái cá tính riêng của mình. Như là tôi nhẹ nhàng, tôi dịu dàng cũng phải thể hiện từ cái sự khỏe khoắn đó của mình. Tôi sexy, tôi gợi cảm, tôi phóng khoáng cũng phải là từ những cái sự khỏe khoắn từ bên trong của mình. Và Tiên thấy nó cũng khá là hay. Và bây giờ Tiên nhìn nhận mọi người không phải chỉ những cái vẻ đẹp bên ngoài mà Tiên nhìn nhận từ cái thần thái của họ. Cái này Linh cũng tò mò nha. Vì Tiên có nói này, sự khỏe khoắn về bên ngoài, sự khỏe khoắn về tinh thần. Không biết là hàng ngày chẳng hạn thì Tiên mình có một cái lối sinh hoạt hoặc là một cái cách thức nào ấy để duy trì cái sự khỏe khoắn đấy của mình không nhỉ? Để gọi là có một cái sự khỏe khoắn về tinh thần trước đi ha. Mỗi buổi tối trước khi ngủ Tiên đều sẽ nhắm mắt lại và thở ra và nói những cái điều mà mình cảm thấy biết ơn cuộc sống này. Ý là những cái điều khá là đơn giản thôi, như kiểu là ngày hôm nay Tiên vẫn được ăn 3 bữa ăn, ngày hôm nay Tiên được làm việc với brand này, ngày hôm nay Tiên được ăn ngon, ngày hôm nay được ngủ ngon, kiểu dạng như vậy. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều làm như thế. Cái buổi tối đầu tiên, cái lần đầu tiên mà Tiên thực hành cái phương pháp đó, không biết mình còn nhớ cái cảm giác lúc đó không nhỉ? Có. Tiên đã từng thực tập thiền từ khá là lâu rồi. Tiên nghĩ là từ năm mà Tiên học cấp 3, vô tình là cái thầy dạy sử của Tiên lại là người thích thiền. Xong rồi trong những cái tiết dạy sử, thầy nói về cái việc thiền định, thầy gửi cho mọi người cái USB có file là làm thế nào để thiền đấy. Sau cái mình cũng về nhà mình tập thử. Nhưng mà thời điểm đó Tiên thấy Tiên làm theo, nhưng mà Tiên cảm thấy nó chưa, mình chưa thực sự là mình chạm tới được cái những cái gì mà thầy nói. Nhưng mà khi mà sau này khi mà mình làm thực tập ấy, mình kiểu mình thấy bất ngờ từ cái hơi thở đầu tiên luôn á, là Tiên đã cảm thấy là thoải mái kinh khủng luôn. Một cái cảm giác mà Tiên nghĩ là nó bình an cực kỳ luôn. Và mỗi lần Tiên làm vậy Tiên cũng cảm thấy là mình dễ đi ngủ hơn nha. Dễ đi vào giấc ngủ hơn. Vậy thì thiền định này là một cách hàng ngày mà Tiên vẫn đang làm để duy trì cái sức khỏe về tinh thần. Thế còn sức khỏe về thể chất thì sao nhỉ? Chắc chắn là tập thể dục thường là thường xuyên nè. Xong rồi Tiên cũng có gọi là dưỡng da bằng dầu ô liu nè. Tại vì hồi xưa Tiên học được cái cách này rất là hay. Đó là cho dầu ô liu vào sữa tắm, xong rồi tắm, nó giúp cái da của Tiên mịn màng hơn nha. Và sáng hơn, trắng thì chắc không phải, không phải là kem trộn, nhưng mà nó sáng hơn và nó khỏe hơn. Và cái điều là cái điều mà Tiên cảm thấy nó rất là hay luôn. Mà kiểu bây giờ mà Tiên tắm, Tiên xài sữa tắm là Tiên lúc nào cũng phải có dầu ô liu. Và Tiên cũng tập, Tiên cũng đã làm nó kiểu cũng vài năm nay rồi. Rất là ok, dưỡng cho da mịn màng nè. Hồi xưa nhá, hồi xưa là Tiên thích kiểu là da là phải trắng bóc. Hồi xưa là Tiên thích là như thế, nhưng mà bây giờ mọi người có thể thấy là ở ngoài da Tiên cũng không trắng lắm. Nhưng mà tại vì giờ Tiên nhận ra là cái vẻ đẹp nó không phải chỉ nằm ở cái việc da trắng hay là da nâu hay như thế nào cả. Cái quan trọng là mọi thứ nó sẽ thật là khỏe mạnh. Đúng rồi, khỏe mạnh. Nhắc đến cái việc mà sử dụng dầu ấy, thì bản thân Linh cũng là một người rất là thích thể thao. Cái thành phần về dầu ấy là cái mà Linh luôn bổ sung vào trong cái dinh dưỡng hàng ngày của mình. Ví dụ như khi mà Linh vừa hoàn thành một cái giải chạy xong ấy, thì khi về chân mình bị đau ấy, Linh đã thử mình tăng gấp đôi ấy, cái lượng dầu bổ sung vào cơ thể lên. Và mình cũng hoạt động thêm những cái biện pháp rehab của cơ thể nữa. Thì thực sự không thể tin được là cái cơn đau ấy nó giảm đi rất là nhanh. Và dần dần vài ngày sau là nó hết. Cái hồi mà em có một đợt là em tăng cân. Em phải tìm mọi cách để em giảm cân á chị. Là em đã sử dụng dầu ô liu. Ý là lúc đó em còn tự nấu ăn này kia, là em toàn là sử dụng dầu ô liu không ấy. Thì khoảng thời gian đó thật sự là mình thấy là nó thật sự là quá tốt luôn ấy. Và cái dinh dưỡng của mình nó cũng kiểu là mình cảm thấy là mình ăn sạch hơn. Xong rồi mình cảm thấy người nó cũng nhẹ, gọi là nó thanh nhàn, nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều luôn ấy. Bản thân Tiên cũng nói ấy, là mình đã có một thời gian đúng không? Mình tăng cân. Và hồi xưa là Tiên cũng không có được một cái body shape, một cái hình dáng cơ thể như bây giờ. Tiên này, Linh thấy là kiểu
từ bản thân mình ấy, mình cũng đã có được cái nhận thức rất sâu, có những cái thực hành về cả tâm linh, đến cả những cái thực hành liên quan đến về thể chất hàng ngày nữa. Thì Linh chỉ thấy là kiểu may mắn thôi, bởi vì thế hệ Việt Nam ấy, bây giờ có những người mà được tiếp xúc và được nhận biết được nhận thức về bản thân mình từ sớm như thế này, kiểu rất là tốt. Bản thân Tiên thấy là Tiên cũng khá là trễ rồi đó. Bây giờ Tiên thấy là trễ là có sự so sánh. Tiên nhận thấy là cái sự so sánh nó không phải lúc nào cũng là tiêu cực. Cái sự so sánh bản chất của nó không phải là tiêu cực. Cái quan trọng là người ta nhìn nhận từ cái sự so sánh đó là những cái suy nghĩ như thế nào. Suy nghĩ là ô mình phải giống như người ta này kia thì nó sẽ là tiêu cực. Nhưng mà nếu mà suy nghĩ là mình phải, đây là động lực của mình để mình phải cố gắng nhiều hơn, tức là thành tích cực. Cho nên là bản chất của sự so sánh đối với Tiên nó rất là bình thường. Và Tiên cũng rất là hay so sánh mình với người khác. Ý là so sánh nhưng mà sau đó mình để dùng nó là một cái động lực tích cực để mình cố gắng nhiều hơn trong công việc. Hoặc là lấy những cái cảm hứng từ những cái dự án của người khác là hay, thì mình cũng khá là ồ cái chị này làm dự án này hay thế, sau này mình cũng phải cố gắng mình suy nghĩ sao để ra một cái dự án hay như thế này, kiểu như thế. Đối với Tiên, Tiên cảm thấy nó cũng bình thường. Nhưng mà Linh thấy nhá, sao lại có một cái người mà kiểu so sánh mình với người khác nhưng cũng đến được cái điều đó làm động lực. Ví dụ như Tiên trước đây có như thế không? Tiên thì Tiên nghĩ là bây giờ Tiên thay đổi nhiều hơn, chứ hồi xưa Tiên không như thế này đâu. Hồi xưa khi mà Tiên gọi là một cái gì đó tiêu cực nó đến với mình sẽ trải qua nó rất là nặng nề. Từ sau này thì Tiên, từ khi mà Tiên đọc được nhiều sách, ý của mình cũng không đọc quá nhiều đâu, có vài cuốn sách thôi, nhưng mà những cái cuốn sách nó lại đánh mạnh vào những cái việc như là suy nghĩ tích cực, những cái việc là trong cuộc sống này lúc nào cũng sẽ có hai mặt hết. Thì tự nhiên mình đọc thì mình cảm thấy là mình phải thay đổi cái quan niệm của mình. Và Tiên thấy là nó cũng đúng. Và từ khi mình thật sự thấu hiểu những cái điều đó, mình cảm thấy là cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn. Cái đó không phải nói là Tiên sẽ không có những cái tiêu cực, chắc chắn là có. Nhưng mà mình trải qua nó nhẹ nhàng hơn, nó trôi đi qua nhanh hơn. Và đôi khi là khi mà mình xuất hiện trước máy quay thì những cái tiêu cực đó tự nhiên nó biến mất. Hoặc là mình gặp nó lúc ở nhà, lúc mình ra set quay thì tự nhiên nó không còn nữa. Dạng như vậy. Vậy thì ấy, cái sự thay đổi này ấy, nó đến từ một quá trình, hoặc là nó có trải qua một cái sự kiện nào và sau đó mình cảm giác và mình thấy tỉnh thức hơn không? Ngoài những cái việc đọc sách ra về tâm thức đi ha, thì chắc chắn là mình sẽ có những cái như là ăn uống, ngủ nghỉ, mọi thứ nó phải có một cái những cái thói quen nó nề nếp hơn để mình giữ cho mình một cái trạng thái thật là tốt, kiểu dạng như vậy. Linh nghĩ là về những cái mà Tiên chia sẻ, về cái suy nghĩ của Tiên về một vẻ đẹp mới, thì Linh cũng và các bạn cũng đã hình dung ra được rồi. Đúng là vẻ đẹp bây giờ ấy thì nó không chỉ là ở vẻ bề ngoài nữa, mà nó còn đến từ trong chính cả tâm thức của mình, từ trí tuệ của mình. Và Linh nghĩ đây cũng chính là cái hình ảnh mà Vesetra này, hoặc có thể là Tiên này, cũng đang muốn truyền tải và inspire, khơi gợi cảm hứng cho mọi người về một cái vẻ đẹp khác. Tiên ấy, vừa với vai trò một hoa hậu này, vừa với vai trò kinh doanh của mình nữa, nhưng mà Linh thấy là mình vẫn tham gia những cái hoạt động, những cái dự án. Ví dụ như gần đây mình có tham gia một cái project, một cái dự án là Những Điều Nhỏ Xíu, đúng không? Những Điều Nhỏ Xíu là gì? Cái project của Tiên tự làm với trên cái platform nền tảng là TikTok. Thì Những Điều Nhỏ Xíu là một cái dự án mà Tiên mong muốn làm những cái công việc từ thiện và đưa đến cho mọi người một cái khái niệm rộng rãi hơn về từ thiện. Lý do tại sao đặt tên là Những Điều Nhỏ Xíu thì Tiên cũng mong muốn là những cái người có thể xem được video đấy, những bạn khán giả của Tiên có thể xem được video đó, họ sẽ thấy rằng cái này nhỏ quá, mình cũng có thể cùng làm theo được. Đấy, nó nôm ví dụ những điều nhỏ đó là gì nhỉ? Hiện tại Tiên đã ra được 8 tập rồi. Thì có một vài tập đó là Tiên đăng ký hiến, Tiên chỉ cho mọi cách đăng ký hiến tạng, làm tình nguyện, giáo viên tình nguyện cho các bé ở làng SOS, tham gia cùng nhóm nhặt rác ở Sài Gòn. Tiên đi tới những cái địa chỉ gọi là nhà tình thương, hoặc là những cái nơi mà nấu ăn bữa cơm gọi là quán ăn không đồng, để có thể trao tặng những cái vật gọi là nguyên vật liệu cho mọi người nấu ăn, hoặc cũng có thể là tham gia vào bếp, kiểu như vậy. Linh đang nghĩ thôi, vì cái project của mình là Những Điều Nhỏ Xíu ấy, thì trong những cái điều nhỏ xíu đấy ấy, có điều nhỏ nào mà Tiên thích nhất? Thật sự là mỗi điều mình đều thích. Tại vì cơ bản là tất cả những điều đấy nó đều mang lại cho Tiên một cái cảm giác rất là tích cực. Những cái buổi mà Tiên làm có thể là nó không có nhiều nha, có thể là tùy theo hoạt động, có thể là 2-3 tiếng, 3-4 tiếng, hoặc là đôi khi là chỉ có tới thăm rồi tầm 1 tiếng, 2 tiếng gì đấy. Sau một khoảng thời gian rất là ít
ngắn ngủi trong một ngày thôi, nhưng mà cái năng lượng tích cực mà nó mang lại cho Tiên ấy, nó có thể kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Lý do tại sao Tiên đặt là những điều nhỏ xíu, Tiên mong muốn mọi người hiểu được rằng là đó là những cái điều rất có thể là nhỏ nhưng mà nó sẽ mang lại những cái ảnh hưởng to lớn. Thì bản thân Tiên thì Tiên cũng trải nghiệm nó. Thời gian trải qua nó có thể là ngắn ngủi nhưng mà cái ảnh hưởng về cái năng lượng tích cực của nó hay là những cái điều mà Tiên học được khi mà gặp gỡ những người như vậy, nó có thể kéo dài rất là dài khoảng thời gian sau này, hoặc là đôi khi sau này sẽ có cái những dự án mà Tiên nghĩ ra từ những cái lần gặp gỡ đấy. Những điều nhỏ xíu là cái mà Linh nghĩ là những việc mà mình làm hàng ngày, nó là những cái như kiểu thành routine, thành thói quen mình luôn làm. Có cái thay đổi nào trong Tiên, một cái điều nào đó, một cái hành động nhỏ nào đó mà trước Tiên không làm, nhưng bây giờ Tiên làm? Có một cái điều bây giờ là Tiên đang tập, đó là Tiên uống nhiều nước hơn. Hồi xưa là Tiên không uống nước nha. Một ngày có thể là Tiên không khát nước luôn á. Khi mà Tiên tập uống nước nhiều hơn á, xong rồi Tiên mình cảm thấy là wow, thật sự là nó có một cái sự thay đổi rất là rõ rệt. Như là cảm thấy là da dẻ nó cũng đỡ khô hơn. Trong khi trước đó Tiên không có để ý nhiều về làn da của mình đâu nhé. Tiên có nghĩ cảm giác là da người chắc cũng không ai để ý đâu. Nhưng mà sau này mới bắt đầu mình chú ý nhiều hơn. Thì cái việc mà tập từ những cái thói quen nhỏ như vậy, nó tạo ra được cho Tiên những nhiều cái ảnh hưởng, chứ không phải là chỉ một ảnh hưởng. Ảnh hưởng lên làn da, ảnh hưởng lên dáng vóc, ảnh hưởng lên suy nghĩ, tất cả mọi thứ nó kiểu nó nhẹ nhàng, lạc quan, tích cực hơn rất là nhiều. Linh thấy chính ra cái nhỏ nhặt ấy, cái nhỏ xíu như kiểu việc mình uống nước thôi ấy, đối với nhiều người có thể đấy là những cái mà họ làm hàng ngày rồi. Nhưng mà với Tiên lại là một cái điều mới. Đúng là phải góp gió thành bão. Đúng rồi. Nó hình thành nên được một hoa hậu như thế này. Tiên nghĩ là không phải là chỉ trong việc hình thành nên một hoa hậu đâu, mà Tiên nghĩ là hình thành nên con người chúng ta luôn á. Có một cái câu, nó là kiểu như là micro will lead to the macro, có nghĩa là những cái điều nhỏ sẽ tạo những cái điều vĩ đại. Thì Tiên nghĩ nó là một cái điều rất là đúng đắn. Tại vì cơ bản là những cái kỷ luật, những cái nền nếp, những cái thói quen nó cũng phải bắt nguồn từ những cái thói quen rất nhỏ mới có thể tạo nên được một con người kỷ luật và nền nếp. Thì bản thân Tiên thì khi mà mình thực tập những cái điều nhỏ nhỏ như vậy, mình cũng tự cảm thấy là cái ảnh hưởng rất là lớn của nó lên đến con người của mình. Cho nên là mình hiểu được rằng là không bao giờ nên đánh giá một cái điều gì đó hay là một cái thói quen gì đó là nhỏ nhặt. Như Tiên hiện tại ấy, thì Linh thấy là Tiên là hoa hậu, là một người đẹp và sở hữu những đường cong thật sự là đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà Linh Tiên chắc chắn rằng mà để có thể đạt được, để có một cái hình ảnh Tiên như bây giờ, mình cũng phải có rất là nhiều những cái hành động nhỏ, những thói quen tốt. Người ta có thể biết tới ví dụ Thùy Tiên là hoa hậu, nhưng mà người ta cũng chưa được biết tới ví dụ như kiểu Thùy Tiên phải tự nhắc nhở mình uống nước hàng ngày, đúng không? Thì Tiên có gì chia sẻ hay nhắn nhủ tới các bạn độc giả, các bạn đang theo dõi chương trình First Lady về những cái điều nhỏ nhỏ hàng ngày của mình ha? Tiên nghĩ là Tiên rất là thích cái định nghĩa mới, đó chính là đường cong của mỗi người được tạo bởi sự khỏe mạnh. Có nghĩa là ở thời điểm hiện tại, Tiên thấy mọi người bắt đầu có một cái nhìn rất là phóng khoáng và hiện đại hơn về một vẻ đẹp nào đấy của một người. Tiên thấy là các nhãn hàng họ cũng bắt đầu có những cái campaign có rất là nhiều hình dáng của phụ nữ tham gia trong một cái campaign quảng cáo. Và Tiên thấy đó là một cái điều rất là đáng mừng, bởi vì Tiên cũng nhìn nhận một con người không phải chỉ qua ngoại hình của họ, mà đó là từ những cách họ nói chuyện, từ thần thái của họ, từ cách mà họ lan tỏa những cái năng lượng từ chính bản thân họ tới với mọi người. Và Tiên thích cái định nghĩa đó hơn là định nghĩa về một vẻ đẹp phải chuẩn chỉnh, ba vòng phải như thế này, hay là người mẫu thì phải thật sự là ốm hay như thế nào đấy. Thì đấy là một cái định nghĩa mà Tiên rất là thích, và đó cũng là một cái mà Tiên luôn luôn mong muốn lan truyền tới tất cả mọi người. Và nhắc lại cái câu mà trong final word của Tiên nữa đó, imperfections will make you perfect, có nghĩa là những cái điều không hoàn hảo mới tạo nên chúng ta một cách hoàn hảo. Hai phần đầu này Linh cũng đã biết được Tiên của lần đầu tiên trong việc kinh doanh business của mình, cũng biết được những cái khoảnh khắc lần đầu tiên của Tiên trong đời sống cá nhân. Và về cái phần thứ ba của First Lady sẽ là về những câu chuyện về truyền cảm hứng. Thì hiện tại Linh được biết là mình cũng đang có một cái project là về vẽ đường cong. Đó là gì nhỉ? Đây là một cái dự án mà Tiên tham gia với brand dầu Oliu Olivola. Thì giống như nãy Tiên có chia sẻ đó, đó là cái dự án mà có cái câu tagline là healthy is the new sexy, sống khỏe vẽ đường cong đấy. Đó là dự án Tiên kết hợp với anh Trúc Nhân, cũng là lần đầu tiên mà Tiên kết hợp với anh ấy, nhưng mà hai người đã có một cái gọi là sự kết nối khá là thân thiện, cũng khá là dễ thương. Và xuyên suốt cái dự án này thì dự án brand dầu Oliu Olivola cũng như là Tiên cũng như là anh Nhân đều mong muốn là chia sẻ, mang đến một cái khái niệm mới về chữ sexy.
Có nghĩa là mọi người hay nghĩ là sexy, giống như là Tiên có chia sẻ, sexy là phải gợi cảm, phải ba vòng nở nang, đầy đặn hay là như thế nào đấy theo một cái kiểu tiêu chuẩn của mọi người. Nhưng mà ở đây thì mọi người muốn hướng tới thông qua cái MV này, đó là cái khỏe mạnh ở bên trong chúng ta là cái điều quan trọng nhất. Đấy, bây giờ Tiên thấy là cái khái niệm về đường cong nó thay đổi cũng khá là nhiều. Mọi người hay kiểu là đường cong bây giờ không phải là cần phải là ba vòng, thật là đầy đặn, thật là nở nang, mà cái quan trọng nhất là thần thái bên trong tâm trí và cái tư duy của một người cũng có thể tách ra ngoài đấy. Nhưng mà Linh thì nhá, thường ấy những cái người mà nói được cái câu đấy ấy, đấy là vẻ đẹp ấy, đến từ trong trí tuệ này, đến từ thần thái, lại là những người mà cũng có sở hữu một cái ngoại hình có đường cong sẵn rồi, đúng không? Tiên không nghĩ như thế nhá. Tiên thấy rằng bây giờ hiện tại đang có rất là nhiều người mặc dù không phải là có một cái đường cong gọi là theo tiêu chuẩn của xã hội, nhưng mà họ vẫn có một cái sức hút riêng. Thì Tiên thấy là cái sao mình không nghĩ theo một cái hướng ngược lại, là những cái người họ có sự khỏe khoắn ở bên trong, sự khỏe khoắn ở tri thức, ở tâm hồn, thì để có thể tạo ra những cái đường cong riêng của mình, chứ không phải làm theo cái hướng ngược lại. Nhưng mà Tiên ơi, đấy là Tiên nghĩ như thế nhưng người khác không nghĩ thế, đúng không? Bởi vì người ta nói rồi, người thành công thì nói gì cũng đúng. Bây giờ ví dụ mình đang có những cái lợi thế sẵn về ngoại hình này rồi, thì mình nghĩ là những người sẽ không có cái lợi thế đó ấy, thì người ta sẽ nghĩ như thế. Nhưng mà thực sự ví dụ như Linh cũng nhớ rồi, hồi xưa ấy, khi mà mình còn là học sinh cấp 2, cấp 3 ấy, hồi đấy rõ ràng hồi đấy thật sự nói là một nerdy luôn, chỉ suốt ngày học rồi kiểu đầu to kính cận. Thì để mà mình có thể có tiếng nói hơn chẳng hạn, mình không thể dùng ngoại hình được nữa, mình phải dùng những cái khác, ví dụ như là thực lực, là thành tích học tập. Thì lúc đấy mình mới cảm giác là mình được yêu mến, và mình mới tiếng nói của mình lúc đấy mới có giá trị hơn, mọi người mới lắng nghe mình hơn chẳng hạn. Nhưng với những bạn ấy mà chưa có cái lợi thế về ngoại hình chẳng hạn, đấy, thì mình Tiên nghĩ là có thể giúp họ cảm thấy là tự tin hơn này, tin vào chính mình qua một cái cách nào khác không? Tiên nghĩ cái quan trọng nhất mà họ phải hiểu được rằng là để khiến cho người khác tự tin về họ hay biết nhiều hơn về họ thì chính bản thân họ phải là người tự tin về chính mình trước. Ý là bản thân Tiên nhận thấy được trong tất cả mọi thứ đó là tất cả mọi thứ đều phải đến từ chính bản thân mình trước, chứ không phải là mình ngồi mình cứ trông đợi người khác là ô nhìn tôi đi, tôi có những cái này, tôi có những cái điều này, nhưng mà bản thân bạn không có những cái sự cố gắng về nó, và chính bản thân bạn còn cảm thấy tự ti khi mà nói về những cái gì về bản thân mình, thì làm sao người khác cảm thấy là thích thú với con người của bạn hay tính cách của bạn, thực lực của bạn được. Thay vì ngồi trông chờ người khác là hãy nhìn vào mình, thì trước hết là bạn hãy tự tin vào chính mình trước và dám đứng lên nói rõ quan điểm của mình, thì Tiên nghĩ rằng là mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp. Thấy bây giờ Linh đặt ra một tình huống như này. Nếu như mà Tiên không đẹp, Tiên đang không có cái ngoại hình sẵn có như bây giờ ấy, thì liệu mình còn có được cái sự tự tin ấy không? Đã bao giờ Tiên nghĩ tới cái trường hợp như vậy chưa nhỉ? Trước đây Tiên chưa bao giờ nghĩ là Tiên đẹp cả. Đấy. Và Tiên nghĩ rằng ở hiện tại là Tiên có một cái lợi thế về ngoại hình. Với cái danh hiệu hoa hậu thì ai cũng nghĩ là mình sẽ có lợi thế về ngoại hình. Nhưng mà có một cái danh hiệu rồi thì cái quan trọng mà để giữ chân lại khán giả đó chính là cái thực lực, là tính cách của bản thân mình. Thì đó là những cái điều mà Tiên đang cố gắng làm, và Tiên tự tin rằng nếu như mà không có một cái lợi thế về ngoại hình thì những cái thực lực hiện tại Tiên đang có là những cái nó có thật. Và mình cũng là người đang cố gắng để trau dồi những cái tri thức, những cái kiến thức, những cái bằng những cái dự án, những cái chất xám của mình suy nghĩ ra để mình càng ngày càng có nhiều dự án hơn cho cộng đồng, cũng như là xứng đáng với tình yêu thương của mọi người. Thì nếu như mà không có lợi thế về ngoại hình thì Tiên không phải là hoa hậu thôi, nhưng mà Tiên vẫn là Nguyễn Thúc Thùy Tiên giống như mọi người đang thấy là bây giờ. Ok, thế thì Nguyễn Thúc Thùy Tiên đấy hiện tại đang làm gì? Kinh doanh. Vẫn kinh doanh. Nhiều khi bây giờ là mọi người tại vì mọi người biết Tiên nhiều hơn với danh hiệu hoa hậu, thì giống như là khi mà có quá nhiều thông tin thì cái thông tin nào nó hấp dẫn hơn, nó thu hút hơn thì mọi người sẽ chú ý nó nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà bỏ đi cái danh hiệu hoa hậu, mọi người không biết Tiên cái danh hiệu hoa hậu, thì Tiên cũng là một người làm kinh doanh. Thế thôi. Kết thúc cái cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay nhá. Thử nghĩ xem Tiên 10 giờ sáng chủ nhật của Tiên đang ở đâu và đang làm gì. 10 giờ sáng chủ nhật. Cũng tùy ha. Thùy Tiên hoa hậu 10 giờ sáng chủ nhật làm gì nào? Nếu mà Thùy Tiên hoa hậu 10 giờ sáng chủ nhật thì khi vẫn đang đi làm đấy. Nhưng mà nếu mà Thùy Tiên hoa hậu Thùy Tiên không phải là hoa hậu chứ lộn. Thùy Tiên cũng bình thường 10 giờ sáng đi tập.
Đó. Đấy có phải là những điều mà Tiên đang muốn làm nhưng hiện tại mình đang chưa làm được không? Cũng không phải, tại vì cơ bản là Tiên, cuộc sống bây giờ là Tiên lựa chọn mà. Đúng là nó có cực hơn nhưng mà là mình lựa chọn để mình làm như thế. Nhưng mà Tiên là một cái người là Tiên thích sự bận rộn. Tiên cũng nghĩ là mình còn đang trẻ, mình còn đang có thể làm được nhiều thứ thì mình cứ làm thôi. Rồi, rất là cảm ơn Tiên, cái sự tự tin của Tiên cho cái câu trả lời của mình ấy. Thì Linh cũng tin rằng đây đúng là cái thời điểm mà Tiên được chọn, được làm cái mà mình chọn lựa. Và Linh nghĩ đây cũng là cái mà bất kỳ phụ nữ nào nếu mà cảm thấy hạnh phúc nhất ấy, có lẽ cũng sẽ là được là chính mình, được làm cái điều mà mình chọn lựa. Cảm ơn Tiên đã đến với chương trình.